Thôi 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 thôi. Đây là chơi gốm nhá, chứ không phải là đi cắt cỏ đâu mà ông cứ loay hoay, ông mân mê tiểu tỉ tê đây. Ông mất lịch sự nó vừa thôi nhá. Ông phải hiểu là cái văn hóa tối thiểu trong chơi gốm ấy là tránh làm người khác mất tập trung. Chính ông đang không tôn trọng đối thủ là người như tôi. Đợi ông 37 phút rồi, loay hoay mãi mà không đánh được quả bóng. Bây giờ ông đánh đi, nhanh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7. Được đấy. Rồi, quả ông anh mạnh đấy, đang bay kìa. Mạnh không, mạnh không? Ấy, đang bay kìa. Ui, tí được kìa. Ui, vẫn chưa rơi ông ạ. Chưa rơi à? Ừ, quả này của ông nhá, phải 370 giát. Chuyện ông khen tôi thì có khen cả ngày. Nhưng mà từ đây ra hồ chỉ khoảng 200 giáp thôi chứ mấy. Em. Chính vì thế tôi mới sướng. Vì bay quá cho nên là hiện tại quả bóng của ông nó đang rất chi là phong thủy. Phong thủy á? Ừ. Rồi ngắm đi. Đấy, thấy phong thủy không? Đâu nhỉ? Tôi có thấy gì đâu. Thủy ở đây có nghĩa là nó đang rơi tõm một cái. Ôi giời. Xuống hồ đấy. Xuống hồ rồi à? Ở đây. Làm gì đây? Alo. Ờ, chuẩn bị ngay cho anh 5 cái trực thăng cứu hộ. Nhá. Alo. Alo. Chim sẻ gọi chim gì, nghe rõ không trả lời. Chuẩn bị cho tôi 5 lớp bảo vệ an ninh ở sân gôn Đầm Vạc. 15 phút nữa phải có phương án hút hết nước ở Đầm Vạc. Trình trước mặt tôi. Chim gì nghe rõ không? Dạ, chim gì nghe rõ ạ. Tôi xin ông. Mình đang chơi ông lại chuyển sang đọc truyện trinh thám à? Hả? Ông có nhanh không? Quả bóng của ông nó đang bị chết đuối rồi đấy. Trời. Vấn đề là quả bóng này đối với tôi nó là một kỷ niệm. Kỷ niệm? Nó đã theo tôi 3 mùa Union Cup rồi. Trời ơi, nhưng mà tôi không đợi được ông. Lấy quả khác mà thả đi. Tôi không lấy quả khác. 15 phút nữa, nước ở Đầm Vạc này á, cạn trơ ra, nổi quả bóng lên. Thế là tôi đánh tiếp. Nhưng mà góp nó phải có luật, ai trong đánh kiểu ý. Ok, bóng của tôi muốn đánh kiểu gì chả được. Không được. Gốp nó phải có luật, nghe rõ chưa? Luật là luật thế nào? Nghe đây này. Anh Vũ biết đâu. Theo định nghĩa về luật mất bóng, một quả bóng được coi như là bị mất nếu như nó không tìm được trong một khoảng thời gian nhất định. Theo luật 2016, nếu như người chơi và caddy không thể tìm thấy bóng trong vòng 5 phút thì quả bóng đấy bị coi như là mất. Sang luật 2019, thời gian tìm bóng chỉ còn giảm xuống còn 3 phút. Vậy nên nếu như chúng ta không tìm thấy bóng trong khoảng thời gian quy định trên thì bóng được coi như là mất và người chơi sẽ phải áp dụng các luật giải thoát theo như quy định của luật. Nghe thấy luật của gốp chưa? Nếu như không tôn trọng luật thì ông chuyển về mà đánh cầu lông đi nhá. Khổ lắm, tôi hiểu rồi.